mọi người đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. À, mọi người ơi, hôm nay là Valentine nè, à, nên sáng ra ông xã của mình đã chạy ra ngoài chợ mua cho mình cái cây hoa lan này nè. Tại vì hôm trước á mình nói mình thích cây hoa lan màu vàng và mình tìm hoài không được nên à, ông xã mình chọn cái cây màu vàng. Nhưng mà khi mình xem cái cây hoa này á, thì nó rất là xấu luôn. Không phải là xấu mà nó giống như là nó bị uh, rễ úng hết rồi các bạn cái hoa nó cũng bị uh, sắp sửa rụng luôn rồi nó bị thúi cái hoa rồi cái hoa thì rất là đẹp và cái mùi có mùi thơm nữa các bạn buồn dễ sợ luôn á cái hoa quá chừng đẹp luôn mà các bạn thấy không, cái hai cái hoa nó sắp rụng rồi còn cái rễ nó thì hầu như chắc thúi hết rồi mình nhìn xuyên qua là mình thấy đó các bạn nên hôm nay á mình cũng quyết định là mình sẽ report luôn Mình thay chậu liền luôn Nếu mà các bạn có mua hoa á, Mà gặp cái tình trạng này Các bạn phải thay liền chứ không thôi là nó sẽ Thúi nó sẽ chết, mình sẽ không cứu được nó nữa Nè các bạn nhìn cái rễ nè Tiêu hết rồi Không biết tưới cái kiểu gì Chắc tưới nhiều nước lắm á Nên nó bị thúi hết rồi Thành ra cái cây giống như vậy nè Nhiều khi cũng phải lỗi cái do mình nữa Mà là do nó yếu sẵn rồi Mình trồng thì nó sẽ chết Ổn ghê ha các bạn, cái cây này mình nghĩ cũng đắt tiền á chứ không có rẻ đâu nha. Nhất là ngày lễ như thế này thì nó sẽ bán giá đắt hơn nữa. Ông xã mình đàn ông mà đi mua hoa đâu có biết lựa đâu các bạn, đâu có kỹ giống như mình đâu. Mua thì nhìn thấy màu vàng thì mua thôi chứ không có coi kỹ là cái rễ, coi cái hoa nó còn hay không. Nó sắp bị rụng cái bông ngoài mà cũng không nhìn thấy nữa. Cái này là giống như là người ta bỏ vô trang trí này các bạn, nhìn cũng đẹp dễ thương ha rất là đẹp luôn có một cái cái cây này nó bị hư thôi bây giờ mình sẽ mở cái moss ra để cho các bạn xem nó như thế nào nha mình nghĩ là chắc nó thối hết rồi cái cây này mùa hè thì nó dễ sống chứ mùa này mà mình report nó thì cũng hơi nguy hiểm á các bạn hy vọng là mình sẽ trồng cho nó sống ha nó cũng khá à ẩm luôn rồi các bạn chứ không nó khô đâu nó cũng ướt nhẹp đây nè Cái hoa nó có mấy hoa rồi Có mùi thơm lắm các bạn Thơm cái mùi rất là dễ thương luôn Cái màu đẹp nữa Màu vàng dễ thương ghê á Vậy mà nó rễ hư hết trơn rồi Nè các bạn nhìn nè Đang thui lùi hết rồi Đang thui hết rồi Bây giờ còn có Mình nghĩ cái này chắc còn ít rễ lắm á nha Không biết còn rễ nào không Các bạn nhìn thấy nó đen không Tiêu hết luôn rồi Cái này là do Tưới nè các bạn có thể là hả tưới nhiều nước quá nó bị ẩm nó bị thúi hết rồi nè cái rễ đen hết luôn cái cây này là bị thúi khúc dưới hết luôn rồi khi mà các bạn đi mua cái hoa về mà nó trong cái chậu trang trí như thế này nhiều khi cũng nguy hiểm lắm mình phải mở ra mình coi nếu mà cái rễ nó tốt thì không sao chứ cái rễ nó giống như vậy là mình phải report liền ngay lập tức nếu mà mình muốn cứu sống cái cây còn mình muốn để cái hoa thì cũng được Mà cái hoa đó để vài bữa là nó cũng sẽ tàn mau lắm các bạn Tại cái cây nó không tốt rồi Nó cũng sẽ rụng mau lắm Thì tốt nhất là mình nên report nó đi Mình còn có thể cứu được nó Thông thường thì cái giai đoạn này mình không có quay cho các bạn xem Nhưng hôm nay cái cây này nó đặc biệt quá các bạn Nó thúi hết trơn rồi Nên mình mở ra cho các bạn xem luôn nè để khi mà các bạn gặp cái trường hợp cái cây như thế này thì mình biết phải làm sao cái này thì mình sẽ bỏ hết luôn rồi cái mấy cái rễ dưới đây là bỏ hết không có còn chừa lại cái rễ nào hết nó thúi hết trơn rồi mình coi thứ nó còn được có một cái rễ duy nhất rồi các bạn cây này chứ cũng khó sống lắm á cái cây này nè các bạn khi mùa hè thì nó dễ sống lắm tại vì cái nhiệt độ nó ấm á nên nó dễ lên lắm còn mùa đông như vậy nè cái thời tiết nó lạnh á nên cái cây nó không phát triển và nó dễ bị úng dễ bị thúi lắm mùa đông là rất là khó khi mà gặp những cái cây như vậy nè hy vọng là nó sẽ sống thì mình cũng ráng mình cứu nó thôi mấy cái cây hôm trước á các bạn mình trồng á thì hôm nay nó đã ra lá mới hết rồi các bạn mấy cái cây mình cứu nó thì có thể là cây này cũng sống. Mình thấy mấy cái cây kia nó cũng không còn rễ luôn mà bây giờ nó ra cái lá mới hết rồi. Nên mình cũng có hy vọng là cây này nó sẽ sống á các bạn. Mình mở hết những cái cây mà cắm cái hoa của nó vô á các bạn, mình gỡ hết luôn. Hơn chút nữa chắc mình cũng sẽ cắt cái vòi hoa bỏ luôn á các bạn. Tại vì nếu mình không cắt cái vòi hoa thì cái cây nó không còn sức và nó sẽ không phát triển cũng có thể nó chết nên mình phải cắt cái vòi hoa luôn rất là buồn ha Bây giờ mình sẽ dọn cái rễ là mình cắt cái ở dưới này cái các bạn cái chỗ này mình thấy nó đang thui rồi nên mình cũng cắt để mình đừng cho nó lây lan đó các bạn nó đang thùi à mình cắt bỏ rồi mình đem rửa xong rồi đó bây giờ mình cắt nó cái cây kéo này khi mình trước khi mình cắt mình phải tiệt trùng nó rồi mình mới cắt nha các bạn cái lan đó là mình phải cẩn thận mình phải tiệt trùng nó à, sau khi mà mình cắt nó rồi thì mình phải bỏ cái bột quế vô nè các bạn nếu các bạn có cái thuốc sát trùng thì các bạn xịt vô còn không thì mình bỏ bột quế vô để mình làm cái vết thương nó đừng có bị nhiễm trùng đó các bạn nãy giờ là mình hay dùng bột quế tại bột quế nó làm cho khô và nó không có bị nhiễm trùng mình sẽ chét vào những cái chỗ nào mà mình cắt đó các bạn giờ mấy cái này đen quá mình cũng gỡ ra luôn rồi bắt đầu mình sức thuốc sát trùng vô cái rễ này nó bị thúi rồi nè các bạn nếu mà mình không có gỡ vài bữa nó cũng thúi à nên mình gỡ nó ra luôn đi mình là sức thuốc chắc trùng vô mình bỏ cái bột quế vô các bạn nhớ là bột quế này không cho đụng cái rễ nha các bạn đụng cái rễ nó sẽ làm cháy cái rễ thành ra mình cũng cẩn thận mình tha chỗ khác nhưng mà mình không có tha cho đụng cái rễ của nó cái cây này còn may mắn còn được một cái rễ cũng đỡ á giờ thì mình sẽ report cái cây lan này vô cái chậu tự hút nước nha các bạn cái là đất nung thì mình lúc nào cũng bỏ bên dưới hết để nó thông thoáng các bạn không khí lưu thông để không có bị ẩm cái chậu tự hút nước này là mình tự làm và các bạn nếu có quan tâm thì có thể xem những video khác của mình mình cũng report mình thay chậu vào trong những cái chậu tự hút nước như thế này và nó phát triển rất là tốt mình không có phải chăm sóc nhiều không phải tưới nước nó tự hút nước lên nói chung là mình thấy cái phương pháp này rất là phù hợp với mình mình thấy cái lá cuối cùng nè các bạn nó bị héo rồi nên mình cũng sẽ lột nó ra luôn nhưng mà khi các bạn lột á xé nó làm hai và lột rất là cẩn thận không thôi nó đứt cái cây lan làm hai luôn á các bạn. Lúc trước mình làm mình bị rồi đó các bạn. Sau khi mình lột cái lá đó ra thì mình cũng sẽ chét bột quế vô để cho nó đừng có bị nhiễm trùng nha các bạn. Rồi giờ cái cây này thì mình sẽ trồng nó vô trong cái hỗn hộp là vỏ thông, mình sẽ trộn một ít vỏ thông rồi đá xốp màu trắng này các bạn với đất nung nữa mình sẽ trộn giá thể như thế và mình trồng nó trong cái chậu tự hút nước nha à, cái cây lan này thì mình để cho nó khô rồi mình mới report nha các bạn à, và khi mình report mình cũng không có tưới luôn mình để cho nó khô như thế này khoảng một hai ngày rồi mình mới tưới nước cho nó mình để nó khô để cho nó đừng có bị ẩm bị ẩm là nó hay bị mốc lên rồi nó sẽ bị thúi rễ các bạn không tốt như vậy là sau khi mình report khoảng một hai ngày rồi mình sẽ tưới cho nó để cho nó an toàn đó các bạn khi report các bạn dùng cái ly như thế này rất là tiện luôn nè các bạn mình xài cái tay mình hốt nó hay lọt nó rớt ra ngoài à nó không có gọn nữa mình xài cái ly này mình thấy rất là ổn luôn á mình bỏ vô trong cái này mình làm cho nó cứng lại và cái cây đừng có rung rinh khi cây rung rinh đó thì nó sẽ khó ra rễ lắm các bạn mình phải làm cho nó cố định phải cứng ra mình phải làm sao cho cái những cái giá thể nó phải lọt hết nó không có những cái lỗ mình phải đập đập nó để cho nó rớt xuống à, bây giờ mình quyết định là mình sẽ cắt bỏ hai cái vòi hoa cái này là buồn lắm nha các bạn, nhưng mà cũng phải cắt Mình không cắt thì cái cây nó sẽ mất sức Và nó sẽ không phát triển, nó không mọc cái rễ mới Bây giờ mình phải cắt nó Sau khi mình cắt thì mình sẽ cắm nó vô trong cái ly nước Nó cũng sẽ giữ cho mình được vài ngày hoặc là có tuần Vài hôm nữa thì mình sẽ xịt B1 hoặc là mình tưới B1 vô trong cái cây lan này Để kích thích cây lan ra rễ các bạn nếu các bạn có gừng thì các bạn xịt gừng, mình xài gừng cũng được. Mình xài B1 cũng được nha các bạn. Mình thì mình xài B1 cho nó nhanh. Cái giai đoạn đầu tiên sau khi mình report như thế này các bạn thì mình cần chăm sóc nó kỹ một chút. Lâu lâu thì mình cũng nên xịt nước ở trên bề mặt của giá thể để cho nó ẩm, để kích thích cây lan nó mau ra rễ các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ghi cái ngày nào mình report để mình xem cái sự phát triển như thế nào nha. Tại mình nhiều cây lắm các bạn, mình phải cần ghi như thế này mình mới nhớ cây này là lúc đó mua ở đâu và lúc nào. Thì mình cũng cần có để trong cái bộ sưu tập của mình để mình biết được là cái cây đó mình mua lúc nào và mình report lúc nào. mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn à, nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn nhớ bấm like share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình nha à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình tạm biệt các bạn bye